Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 27 tháng 3 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Bùi Tiến Dũng đi tập bằng siêu xe 24 tỷ đồng. Cựu thủ môn U23 Việt Nam có sở thích chơi siêu xe nên thường thay đổi phương tiện di chuyển của mình trong quá trình thi đấu và sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào những ngày gần đây thì cổ động viên câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh bị thu hút bởi chiếc McLaren 720S màu xanh nước biển. Nhiều người đoán đây là xe mà thủ môn Bùi Tiến Dũng lái đến mỗi ngày buổi tập. Và dòng xe thể thao cao cấp này mang thương hiệu tới từ nước Anh, có giá về đến Việt Nam là khoảng 24 tỷ đồng. Chiếc xe hiếm này từng mang nhiều màu sơn trước khi được khoác lên màu xanh nước biển. Nó cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội mỗi khi đậu ở một địa điểm công cộng nào đó trên thành phố Hồ Chí Minh. Và thủ môn sinh năm 1997 này mới lái chiếc xe hai chỗ này trong thời gian gần đây. Anh thường đưa đón trung vệ Papa Di Cate đi tập trung. Tiếng bô của xe nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Và trước khi ngồi trên chiếc xe 24 tỷ đồng này, Bùi Tiến Dũng từng lái chiếc xe BMW i8 trị giá là 8 tỷ đồng trên sân tập. Chiếc xe thể thao của thương hiệu Đức mang biển kiểm soát 69 ở Cà Mau và của một người bạn thân với Dũng. Và chiếc BMW i8 cùng Dũng đến sân tập vài lần trước khi anh đổi sang chiếc McLaren 720S. Cầu thủ của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên lái những chiếc xe siêu sang trong thời gian một năm trở lại đây. Và hồi đầu tháng 1 năm 2021 thì Dũng còn lái chiếc xe Ferrari 488 với giá là 15 tỷ đồng xuống Bà Rịa Vũng Tàu để dự một sự kiện. Tuy nhiên, chiếc McLaren màu xanh dương là chiếc xe giá trị nhất anh từng đưa tới. Và thủ môn 24 tuổi từ chối trả lời câu hỏi về việc sở hữu những chiếc xe này. Tuy nhiên, dân chơi xe và bạn bè của anh tin rằng những chiếc xe này có nguồn gốc từ một người bạn thân của Bùi Tiến Dũng. Và bản thân thủ môn này từng sở hữu chiếc McLaren do một người quen tặng. Anh thường lái nó trong giai đoạn đầu về thi đấu cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi có sở thích chơi xe, Dũng ít đi chiếc này hơn. Và sở thích với chiếc xe khiến Bùi Tiến Dũng thường xuyên chịu những bình luận ác ý. Dù vậy, Bùi Tiến Dũng vẫn đang chăm chỉ tập luyện trên sân chờ đợi cơ hội. Và huấn luyện viên Alexander Bokic chưa từng than phiền về thái độ tập luyện của anh Dũng. Và anh vẫn thường được đăng ký dự bị cho thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, người đang có phong độ ổn định trong thời gian qua. Và đó là thông tin ngày 27 tháng 3 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like và một chia sẻ và một comment nhé. Tạm biệt.